Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ review cho các bạn top 3 nồi chiên không dầu Sun House. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại nồi chiên không dầu đến từ các thương hiệu khác nhau từ trong nước đến ngoài nước. Với các thương hiệu nồi chiên không dầu nước ngoài phải kể đến những cái tên như nồi chiên không dầu Rapido, Philips hay Tefal. Còn với thương hiệu nồi chiên không dầu của Việt Nam thì không thể không nói tới Sun House. Đây là một đơn vị sản xuất đồ gia dụng lớn nhất Việt Nam với đa dạng sản phẩm, từ nồi cơm điện, ấm điện, bàn là, bếp từ, và trong số đó không thể không nhắc tới nồi chiên không dầu. Vậy nồi chiên không dầu Sun House có tốt không? Hãy cùng mình tìm hiểu top các dòng nồi chiên không dầu Sun House tốt nhất trong video này nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là nồi chiên không dầu Sun House Mama SHD 4085G 3.5 lít. Một sản phẩm đứng đầu doanh số bán hàng trong tất cả các loại nồi chiên không dầu là Sun House Mama SHD 4085G 3.5 lít. Người tiêu dùng yêu thích dòng sản phẩm này nhờ vào thiết kế đẹp mắt, kích thước trung bình cùng những tiện ích tuyệt vời của chúng. Về thiết kế, sản phẩm nồi chiên không dầu có thiết kế hiện đại, tối ưu. Mọi bộ phận đều được làm từ nguyên liệu chất lượng cao. Mã SHD 4085G 3.5 lít có hình trụ, được đánh giá là có tính thẩm mỹ cao với vỏ ngoài màu xanh ngọc rất bắt mắt. Nhựa PP cao cấp làm nên vỏ nồi không gây mùi, ít bám bẩn, rất dễ lau chùi. Đặc biệt cách nhiệt rất tốt nên rất an toàn cho người sử dụng. Bảng điều khiển cảm ứng với các nút được ghi rõ ràng, cụ thể bằng tiếng Việt nên rất thuận tiện khi sử dụng. Với dung tích 3.5 lít hoạt động theo công suất 1.500W, nồi có thể nấu được một bữa ăn cho 2-4 người trong gia đình. Vì vậy chúng rất được ưa chuộng trong các gia đình Việt. Đứng ở vị trí số 2 đó chính là nồi chiên không dầu Sun House Mama SHD 4086W 4.5 lít. Model nồi chiên không dầu Sun House đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với bạn là sản phẩm mang mã hiệu SHD 4086W. SHD 4086W thuộc dòng sản phẩm điện tử, với dung tích khá lớn lên đến 4.5 lít có khả năng đáp ứng nhu cầu ăn của một gia đình có 5-7 thành viên. Mặc dù thế, kích thước của thiết bị vẫn khá nhỏ gọn, kết hợp với kiểu dáng độc đáo cùng màu sắc tinh tế, Mama SHD 4086W mang đến sự sang trọng cho không gian bếp của gia đình bạn. Nồi hơi nghiêng về phía tháo khay chiên, thiết kế hoàn toàn khác so với những mẫu nồi thon tròn hiện có trên thị trường. Mặt trên nồi là màn hình cảm ứng hiện đại, sang trọng, hoạt động nhanh nhạy giúp việc điều khiển trở nên đơn giản hơn. Ngoài ra, với nồi chiên không dầu Sun House SHD 4086W các bạn sẽ có 5 chương trình nấu ăn được cài đặt sẵn nhiệt độ và thời gian bao gồm khoai tây đông lạnh, khoai tây tươi, gà viên, thịt bò và thịt gia cầm. Tính năng này cho phép người mới có thể nấu ăn một cách nhanh gọn, hiệu quả. Theo mình cảm nhận thì nồi chiên SHD 4086W chạy khá êm, lớp chống dính tốt và khay chiên dày dặn hơn SHD 4085 thức ăn chiên khá ngon và không bị khô. Dung tích nồi khá to phù hợp với đa số gia đình ở Việt Nam. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó, chính là nồi chiên không dầu Sun House SHD 4025B 3 lít và SHD 4023W 3 lít. Sở dĩ mình gộp chung hai sản phẩm này, trong một phần bởi nó có công năng và thiết kế giống ý như nhau, chỉ khác nhau có một phần là màu sắc của sản phẩm. Cũng giống như các sản phẩm nồi chiên không dầu khác mà mình nói bên trên, với hai dòng sản phẩm Sun House SHD 4025B và SHD 4023W đều sử dụng công nghệ Rapid Air, giúp thức ăn chín bên ngoài, mềm bên trong, giảm được trên 80% lượng mỡ nên an toàn với sức khỏe người dùng. Hai sản phẩm này thì có thiết kế núm điều khiển truyền thống nên khá đơn giản để sử dụng. Nồi có dung tích khá nhỏ, chỉ 3 lít nên sẽ là tuyệt vời nếu như bạn chế biến đồ ăn cho 3 người. Một số ưu điểm của nồi chiên không dầu Sun House SHD 4025B và SHD 4023W. Nồi chiên tách béo thông minh, chất liệu chống dính an toàn cho người sử dụng, dễ dàng vệ sinh sản phẩm, tự động ngắt khi quá nhiệt độ, không lo cháy nổ, đa chức năng nấu nướng, tiết kiệm thời gian cho người sử dụng. Trên đây là video chia sẻ đến bạn những thông tin cơ bản về sản phẩm nồi chiên không dầu Sun House. Hy vọng với những chia sẻ này, bạn đã có thể trả lời cho câu hỏi nồi chiên không dầu Sun House có tốt không và có nên sử dụng sản phẩm này không? Bạn hãy là một người tiêu dùng thông minh và lựa chọn được mẫu nồi chiên phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình nhé. Và vừa rồi là top 3 nồi chiên không dầu Sun House mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp bạn lựa chọn được một nồi chiên không dầu phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới cái phần mô tả của cái video này để các bạn tham khảo nhé. Và cái video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.